theo thầy để mà học hỏi những cái bài học về tập khí liên tâm. Thì trong tất cả những cái bài học thì thầy có nhấn mạnh về cái vấn đề chùm đá. Đó, vì vậy cho nên là thầy nhắc đi nhắc lại hoài thì tôi đã áp dụng, với lại nhà tôi cũng đều áp dụng chùm đá. Kết quả thì rất là tốt. Tại vì sau một thời gian khoảng chưa đầy 6 tháng thì người tôi nó được thon trở lại, tất cả mọi người trong cơ thể nó gọn gàng trở lại. Thành ra tất cả những cái quần mà tôi mặc là đều phải mua lại những cái quần nhỏ hơn, tại vì nó rộng quá, quần cũ rộng quá, nhất là cái bụng. Nếu mà quý vị chùm đá thì thấy kết quả trước tiên là cái bụng của mình. Đó, thì tôi thấy rằng cái chùm đá là một kết quả rất là tốt. Vì vậy cho nên, nhưng có điều tôi muốn nhắc lại là nếu mà mình đã muốn làm cho chùm đá cho tốt thì mình phải giữ đúng cái nguyên tắc là ngày nào mình cũng phải làm cái việc đó hết. Chứ đừng có nói rằng thôi chừng nào tôi hứng thì tôi làm, rồi cái là bỏ ngày làm ngày không, ngày làm ngày không, thì cái kết quả có lẽ nó không đúng như mình muốn. Yeah. Vậy thì tôi mong muốn rằng tất cả mọi người nhớ áp dụng đúng cái chuyện chùm đá đó. Ừ, xin cảm ơn anh. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.